Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tắm Rayson được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Đại Uy. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về tắm Rayson cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của tắm Rayson Đại Uy Rotadin, củ bình vôi, 30mg Tâm sen, 50mg Vông nem, 50mg Lạc tiên, 30mg Toàn táo nhân, 50mg Melatonin, 1mg Dạng bào chế Viên nang Mất ngủ là gì? Mất ngủ là tình trạng rối loạn giấc ngủ, thường gặp nhất trong các bệnh lý về tâm thần kinh như trầm cảm, hội chứng lo âu, stress, hoang tưởng và các rối loạn tâm thần khác. Công dụng và chỉ định của tắm Rayson Đại Uy Công dụng Dùng hỗ trợ giảm mất ngủ do các nguyên nhân khác nhau, khó ngủ, giấc ngủ không sâu, ngủ không đủ giấc, bị stress, lo lắng căng thẳng, mất ngủ ở người cao tuổi. Chỉ định. Dùng cho người lớn và thanh niên bị mất ngủ, khó ngủ, giấc ngủ không sâu, ngủ không đủ giấc, bị stress, lo lắng căng thẳng. Cách dùng và liều dùng của tắm Rayson Đại Uy. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Uống trước khi đi ngủ. Người lớn, mỗi lần 2 viên, ngày 2 đến 3 lần. Thanh thiếu niên mỗi lần một viên, ngày 2 đến 3 lần. Chống chỉ định của tắm Rayson Đại Uy Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng tắm Rayson Đại Uy Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm tắm Rayson đồng thời biết cách sử dụng tắm Rayson sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.